Con xin chào, con tên là bé Cô Tên. Dạ, con tên là Chiến Chiều. Con 4 tuổi. Con đọc viên nào? Con tên là Minh Châu. Hôm nay con 4 tuổi. Cho bà mẫu xe hoài 1. Là con đóng vai Simba. Con đóng bà mẫu xe hoài 2. Con tiếp tục đóng vai Simba. Đến hẹn lại lên thì Lê Bảo Trung muốn rằng là năm nào vào dịp hè, vào dịp 1 tháng 6 thì các em cũng sẽ được xem một bộ phim thiếu nhi của Việt Nam là. Con có 3 đứa con. Con thứ nhất tên là Minh Châu. Con thứ hai tên là A Vũ. Cái đứa con cuối cùng tên là Cú Ti. Chào cả nhà. Con có đôi mắt xinh nhưng mà nó hơi bị lé. Con có rồi. Con có cái miệng xinh, nhưng mà nó hơi bị béo. Con có cái mũi xinh, nhưng mà nó hơi nhúc nhích. Con có cái má dài, nhưng mà có nhiều người hung, con không chịu. Trong phim á, anh ấy bụng cãi con, mà con cãi lại xong rồi cái lát nữa con có được chơi á, anh ấy bụng giật lại, còn cái con giật lại. Ra ngoài đời á, con quên là con cãi luôn, cãi y chang vậy luôn. À, các em diễn từ trong phim ra ngoài đời cũng vậy. Thế là Cú Tí ăn cơm là A Bù phải uống sữa. Lên trên phim thì các bạn sẽ thấy là lúc nào hai đứa nó cũng có những cái mâu thuẫn với nhau. Những cái tình huống đó nó sẽ tạo cái sự thú vị trong bộ phim. Khi làm việc với trẻ con thì chúng ta không thể kéo dài cái thời gian quay được. Bởi vì sức khỏe các em thì các em rất là nhỏ, các em không phải như người lớn. Và chúng ta làm việc thì lúc nào cũng phải theo cái giờ giấc và theo cái đồng hồ sinh học của các bạn nhỏ. Đi ra ngoài phim trường thì cũng phải khởi động, cũng phải chơi, cũng phải đùa, cũng phải vui vẻ. Sau đó thì mới bắt đầu là bắt nhịp với lại cái hoàn cảnh của bộ phim. Rồi lại cho các em là uống sữa, lại ăn, lại ngủ, lại nghỉ. Tại vì buổi trưa thì các em rất là mệt, cho nên đoàn phim cũng theo cái giờ sinh hoạt đó. Cảnh nào xuất hiện cú tin thì hầu như là các bạn cũng sẽ cười nghiêng ngả. Bởi vì cái vai trò của bé cú tin trong phim là tạo những cái tiếng cười và làm cho cái không khí của bộ phim nhẹ đi và cảm thấy đáng yêu. Bởi vì cái gương mặt rất là bầu bĩnh, rất là dễ thương, luôn luôn xuất hiện với những cái nụ cười. Thậm chí là diễn viên Hiếu Hiền hay là diễn viên Tuấn Voi hay thậm chí cả anh nghệ sĩ Hoài Linh, khi mà diễn với bé thì nhiều khi cũng phải bật cười. Chính vì vậy mà Trung nghĩ đây là một cái thú vị và đáng xem khi mà khán giả có mặt trong bộ phim Bảo Mẫu Siêu Quậy 2 vào mùa hè này. Mấy nữa cho chú ăn đó nha. Dạ, chú ăn hết luôn đi. Bán xong rồi, con ăn hết với kẹo này luôn. Nói về bé Simba, tên của bé là Lữ Triển Triều, tên thường gọi ở nhà là Apple. Nhưng mà khi đóng phim thì cái tên Simba nó đã ấn tượng đối với khán giả ở phần 1. Rất là ù, rất là mập, rất là béo và chậm chạp và hay khóc nhè. Thì trong phần 2 này chúng ta sẽ thấy một Simba hoàn toàn khác. Một Simba phải nói là Trung diễn tả là cậu bé rất là mạnh mẽ, rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn, và phải chiến đấu với một cái cuộc gọi là chạy trốn khỏi những người xấu. Thì Simba lần này sẽ tạo một cái sự ngạc nhiên mới cho quý vị khán giả yêu thích Simba ở phần 1. Sợ hay không? Dạ không. Tại sao không sợ? Tại vì con trai nó rất là hiền. Chúng đâu có béo bằng con đâu. Con béo bằng tì lì nè. Con béo bằng xa nhất luôn. Bé Minh Châu là một bé được phát hiện từ cái cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ Nhí và đoạt giải Á Quân. Trung phải ra tận ngoài Hà Nội để mà casting, là bởi vì nhà của Minh Châu thì ở ngoài Hà Nội, cho nên là Trung phải bay ra ngoài Hà Nội và đến đây gặp bé.
thì Trung đang cần một em bé mà phải biết vũ đạo. Thì về vũ đạo thì khỏi chê rồi. Nhưng mà về diễn xuất, về cảm xúc thì bé Minh Châu phải nói là rất là tốt. Và trong phim này thì cái cảnh ba em phải lăn lộn lội suối trèo đèo thì Minh Châu là chị lớn, còn phải dìu Simba và dìu cả Putin. Cho nên là lúc nào em cũng phải tỏ ra mình là bản lĩnh, lúc nào mình cũng phải tỏ ra là mình là đàn chị. Nhưng mà cũng may là em đã từng là diễn viên múa, cho nên là em cũng vượt qua được những cái khó khăn này. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì đang không khí rất là lạnh, vào thành phố Hồ Chí Minh thì lại là một cái không khí rất là nóng. Mà khi mà thay đổi thời tiết đột ngột như vậy thì ăn uống khó khăn, từ từ cái bụng bị chướng bụng, rất là đau bụng. Cho nên là ngay lập tức là Trung dừng đoàn phim, và chính đích thân Lê Hữu Trung phải đưa em đi vào bệnh viện và khám bệnh, và bác sĩ cho uống thuốc. Sau khi mà uống xong thì cái đau nó hết và lại ra và lại đến mân mê kế bên ghế của Lê Hữu Trung, nói là ba Trung ơi, con hết bệnh rồi, con vui rồi và con muốn đóng phim. Trung mới nói là không, con nghỉ đi, con không đóng được tại vì con đang không khỏe. Nhưng mà Minh Châu lại nói là không, con đã khỏe rồi và con sẵn sàng làm để cho mọi người kịp tiến độ. Đối với Lê Bảo Trung làm nghề thì phải nói là đó là một cái sự khích lệ và một cái sự cảm động. Lê Bảo Trung dù có là sức tàn lực kiệt cũng cố gắng để mà làm cho bộ phim thật tốt cho mọi người.